Xin chào tất cả quý vị và các bạn của anh em đam mê âm thanh trên khắp mọi miền Tổ quốc. Chào mừng tất cả quý vị và các bạn của anh em đã truy cập lại kênh YouTube của Quang Minh Audio. Clip hôm nay Quang Minh Audio giới thiệu cho tất cả quý vị và các bạn của anh em hai cái dòng loa siêu chép, dòng loa chép để anh em có thể ghép vào những dàn nghe nhạc hoặc là những dàn vừa có thể nghe nhạc vừa hát karaoke. Có một cái dòng củ loa chép đây, hai cái mẫu loa chép của siêu chép, hai mẫu siêu chép của Beulah đó. Con màng lụa, một con màng titan. Những con màng lụa này chuyên những dàn nghe nhạc, và con màng titan này anh em có thể vừa nghe nhạc vừa hát karaoke. Và anh em tham khảo với kích thước để anh em cũng có thể về là thay thế vào những cái con loa chép ở trong cái bộ loa của anh em, cái bộ dàn âm thanh của anh em. Những con chép của anh em cũ hỏng kém chất lượng hoặc là con chép của anh em nó bị cháy. Ngoài ra cái kích thước nó không vừa đảm bảo để thay, có kích thước vừa thay thế thì anh em có thể hoặc là những dòng loa chép, dòng chép của anh em nó chỉ yếu thôi, anh em có thể tham khảo những cặp và phía sau đây của mình audio tích hợp đầy đủ mạch phân tần chuyên chép này rồi để anh em về ghép thêm bổ trợ cái giải cao cho dàn âm thanh của anh em. Mẫu đầu tiên giới thiệu cho anh em là chính là cái màng lụa. Màng lụa một trong những con mà dòng màng lụa mà đã làm nên tên tuổi của hãng. Anh em nhìn cái màng lụa lòng ánh anh em, nhưng màng lụa chất lượng cao. Con này với chất lượng thì cực kỳ đảm bảo cho anh em. P03 con này, anh em nhìn này, con Beulah con này là con P03 nha. Con này đã được tích hợp một cái công nghệ bọc khử từ. Công nghệ bọc khử từ cái củ loa con này đã được tích hợp một cái công nghệ bọc khử từ P03. Con này trở kháng là 8 ohm, độ nhạy là 91 decibel và công suất tối đa cho một loa là 100W. Màng lụa cao cấp, trong những màng lụa cao cấp của Beulah anh em thấy không? Ra ngoài thì chuyên cho cái dàn nghe nhạc thôi, chỉ để nghe nhạc anh em nhé. Riêng dòng P03 này màng lụa này đấy, chỉ để nghe nhạc. Và con này nó khác những con ở trên ngoài thị trường rất là nhiều. Nhưng ngoài thị trường có một số cái dòng loa chép màng lụa nó chất lượng thì không bao giờ bằng. Và mặt đằng trước thì được bố trí là 4 cái lỗ để bắt ốc, và cái đường kính vành của con này đo cho anh em xem nào. Đường kính vành con này là 10 phân, đường kính vành là 10 phân, và củ con này là 7,5 7,6 phân, chưa kể hai cái tai cầu đấu hai bên này để anh em. Hai cái tai đấu cầu đấu âm dương, cầu bên này là không đánh dấu cầu nhỏ, đây là cầu âm, cầu bên này là đánh dấu đỏ, đây là cầu dương. P03 con bằng lụa chuyên những dòng nghe nhạc. Và tiếp theo con màng titan, cho cái mặt đằng trước này được thiết kế một cái mặt rất là tinh tế đẹp như này anh em nhìn này, nó hơi vát hơn một chút này em, mà trong những cái thiết kế cực kỳ là sang này, cực kỳ là sang, hơi vát một chút anh em nhé, tinh tế đây là. Ngoài cái tiếng tép ra cũng có tiếng thẩm mỹ đấy, con này tiếng thẩm mỹ ra. Một cái mặt này được làm bằng một cái vật liệu cực kỳ đặc biệt, nó là hợp kim nguyên khối. Hợp kim nguyên khối không bao giờ bị ăn mòn, không bị ăn mòn. Đảm bảo anh em chơi luôn luôn cái mặt từ trước nó sáng, nó đẹp như này, tinh tế này. Bên trong là đường tép bằng titan với cái họng như này, nó họng giả họng kèn đánh gì chất âm, thì con này len keng tí tách rất là hay, vừa nghe nhạc vừa hát karaoke. Và model của em nó con này là Beulah Superchef Vocal, con này là model là P8802 anh em nhá, 8802 8 ohm này, 91 decibel, 91 decibel, và công suất tối đa một loa này 100W. Còn Superchef Vocal P8802 có hai con tai đấu bên này, tai này có đánh dấu là tai âm, tai có đánh dấu của đỏ này, rõ anh em nhìn không? Ở đây một tai dương, hai tai đấu Superchef Vocal P8802. Và kích thước con này đường kính vành cũng là 10 phân, củ từ đây, củ từ con này là 7 phân thôi, củ từ 7 phân chưa kể hai tai đấu. Để anh em nắm kích thước để có thể thay thế vừa cái dòng loa chép của anh em không? Vừa nghe nhạc vừa hát karaoke Superchef màng titan P8802. Anh em cũng có thể tham khảo những cặp mà tích hợp đầy đủ phân tần ở chân này để ghép thêm bổ trợ giải cao cho dàn âm thanh của anh em. Đầy đủ phân tần dây đấu này rồi, anh em về chỉ việc đấu trực tiếp âm đi, với âm đi hoặc sau cầu loa chính, song song loa chính là được, sẽ không ảnh hưởng gì đến công suất cũng như trở kháng của dàn âm thanh của anh em. Còn mình tích hợp đầy đủ này cho anh em. Xin mời quý vị và các bạn cùng tham khảo thưởng thức chất âm của hai cái dòng loa tép, tép màng lụa và tép màng titan. Màng lụa nhé. Nhấp nhả cho anh em này, anh em rồi ghép nhả.
đó là chiếc đâm của con màng lụa anh em nhé, chuyên dành cho nhà. Đấy, tiếp đây dây của con màng titan này cho anh em tiếng sáng hơn rất nhiều, đồng này anh em vừa nghe nhạc vừa hát karaoke thì phù hợp hơn. Quý vị và các bạn vừa được thưởng thức chất âm của hai cái dòng loa tép mà tép màng lụa và tép màng titan, một cặp củ này, một cặp củ rời này cho anh em. Còn màng lụa P03 này là 480.000 một cặp, để anh em có thể thay thế độ chế đó, 480.000 một cặp. Và một cặp củ con 8802 này Superchef Vocal người nhà các 450.000 một cặp đó. Và quý vị và các bạn mà anh em cần thêm thông tin thì vui lòng liên hệ với Quang Minh Audio theo số điện thoại tôi để trên màn hình 0944 737 321. Và video đây tôi xin tạm dừng video đây. Quý vị và các bạn đừng quên đăng ký kênh và bật nút chuông thông báo để nhận được những video mới nhất từ Quang Minh Audio. Một lần nữa xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn của anh em trong những video clip kế tiếp nhé.